Bôi gì thì nhanh đẹp, ai chả thích bôi phát đẹp luôn. Thì có những cách nào để bôi cái đẹp luôn cùng Thiếu Hóa Xíu, và cách cuối cùng sẽ là bền vững nhất. Ok, và bác Xíu đây, và hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn cái cách để bôi gì cũng đẹp. Và bạn nào mới đến kênh của Xíu thì hãy có thể theo dõi kênh fanpage của Xíu ở link mô tả bên dưới. Gần đây có nhiều bạn hỏi là em muốn bôi một cái đẹp luôn. Rồi, cách thứ nhất nhá, easy luôn, trang điểm. Nhiều bạn đang bị lộn trái khái niệm giữa việc là muốn đẹp bền vững và đẹp luôn. Bạn biết rằng là nếu ngày mai mình có dự tiệc, ngày mai mình có đám cưới đúng không, thì mình không thể đợi cái cách mà phải bôi treatment rồi retinol, tretinoin, AHA rồi phải đi ngủ sớm đúng không. Mình không làm được, bởi vì trong khoảng thời gian ngắn hạn không có cách nào mà đẹp ngay được. Thì cách mà đơn giản nhất, dễ nhất đó chính là make up và trang điểm. Nên bác Xíu cho rằng với bất cứ chị em nào, kể cả các anh em, điều đầu tiên đơn giản nhất các bạn hãy học cho mình cái cách make up từ đơn giản đến nâng cao. Và bạn nào muốn thích chia sẻ sâu hơn make up thì hôm sau sẽ có thể là mời những chuyên gia lên kênh của mình để chia sẻ cho các bạn. Ví dụ như các bạn đang có nhiều sẩn mụn thì lớp make chỉ hơi dày một chút là có thể che lấp. Hay những bạn nào mà lỗ chân lông lớn thì các cái make up, sản phẩm make ấy, nó có chứa silicone, nó cũng sẽ lấp đầy các lỗ trống, thì mặt đang rỗ thành hết rỗ luôn. Các bạn có thể xem rất nhiều các pháp sư ở trên TikTok đã làm và đẹp luôn. Hay các bạn có một bộ lông mày đang bị thưa như bác Xíu, lông mày đang hơi thưa và nó không mọc theo cái hướng mình thích, thì làm nào? Đơn giản, mình lại vẽ lông mày, kẻ lông mày, tuốt lông mày. Mi mà đang cụp đúng không, trước lên cái là cong đấy. Hay là mũi hơi tẹt một chút, vẽ trang điểm nó lại cào lên. Gò má hơi hóp, có thể make để đánh phấn nâu một chút nó lại nâng lên. Đó, sau đó thì các bạn hãy bỏ túi cho mình make up là điều đơn giản nhất. Nhưng hãy nhớ rằng để da mình đẹp bền vững thì hãy xem đến phần cuối nha. Và sau khi make xong, hết việc xong, các bạn nên tẩy trang làm sạch ngay. Bạn có thể tẩy trang hai bước, ví dụ tẩy trang dạng dầu trước rồi nhũ hóa, sau đó là tẩy trang dạng nước để cho nó sạch rồi dùng sữa rửa mặt. Nhớ rằng đã là make là phải tẩy trang sạch và làm sạch để tránh lên mụn và lỗ chân lông nó bị nở to lên, vì nó ngấm vào trong cổ năng lông mà làm cho cổ năng lông bị rõ rộng do bị tắc cổ năng lông. Cách số 2, dưỡng ẩm và chăm sóc da. Đối với những bạn mà gặp vấn đề như là da mình đang bị khô, da mình bị rát, bị căng rát, bong vẩy, thì đây là những cái dấu hiệu cho thấy là da các bạn đang bị mất nước. Thì cái cách mà đơn giản nhất đó là bù lại nước cho da. Còn hãy hình dung chúng ta có một quả táo hay là những cái trái cây hoa quả bị héo. Các bạn thấy rằng là khi bị héo là mất nước, thì cái bề mặt không những nhất khi da bạn mất nước ấy, không những là da mình nó bị khô, nhăn, bong chóc, mà nó còn bề mặt nó bị sạm. Nên nhiều bạn bảo là sao mà da em hay bị sạm thế, thì da thiếu nước nó cũng gây sạm. Nên là cái cách số 2 này dành cho những bạn nào mà tổng thể làn da các bạn chỉ muốn là hơi nâng nhẹ một chút, thì mình có thể là bù nước cấp tốc. Thì video sau sẽ chia sẻ với bạn những cách mình bù nước được không. Thì có nhiều phương pháp nâng cao cơ bản, nhưng đơn giản nhất là mình có thể là đắp mặt nạ này, bôi serum B5 này, rồi vỗ ẩm. Để những cách mình làm tại nhà. Còn nếu bạn có điều kiện thì có thể đến spa, có thể là dùng các dịch vụ khác như là tiêm meso này, hay là PRP, hay những cái phương pháp mà cấp nước nó sâu hơn. Còn lại thì dưỡng ẩm và đắp mặt nạ, bù nước là cách làm cho ngay lập tức da các bạn sẽ căng mọng hơn. Thì bác Siêu cũng có một kinh nghiệm, đó là ví dụ trước khi mình đi sự kiện hay là trước khi mình làm gì đó, thì bác Siêu cũng thường là lấy một cái miếng mask và đắp trước khoảng 10-15 phút cho nó mặt mình nó căng ẩm hơn, mình vỗ căng ẩm hơn. Sau đó mình mới trang điểm make up thì cái bề mặt nó sẽ đẹp hơn. Nhưng lưu ý là không trang điểm make up trên nền da ướt nhá, phải đợi da nó khô lại đã. Chứ bạn nào mà make trên nền da ướt thì sản phẩm make nó đâu tan được. Phần số 3, học cách skin care từ cơ bản đến nâng cao. Cách số 3 này dành cho các bạn mà cái tốc độ làm đẹp nó sẽ chậm hơn cách 2, cách 1. Các bạn thấy rằng là cách 1 là nhanh nhất, cách 1 là trang điểm mà nhanh luôn, một phát đẹp luôn, mất tầm 30 phút đến 1 tiếng. Cách số 2 đúng không là cấp ẩm, cách số 3 là chậm hơn một chút. Học cách chăm sóc da từ cơ bản đến nâng cao. Cơ bản là gì? Học cách làm sạch này, tẩy da chết này, phân loại tiếp da này. Ví dụ như da vùng trán, vùng mũi hay vùng má, mình sẽ phân biệt được đâu là vùng da tăng dầu, đâu là vùng da khô, đâu là vùng da bị hỗn hợp, thì mình sẽ chọn đúng cái loại mình cần cho cái vùng da đó. Thì khi bạn biết được tiếp da mình thì phần lớn các bạn sẽ hạn chế được nguy cơ mụn. Rồi các bạn có thể là thay đổi các chế độ dinh dưỡng, chế độ ăn, ăn nhiều hoa quả trái cây, hạn chế dầu mỡ thôi, đi ngủ sớm. Thì cách số 3 sẽ chậm hơn những cách trên, nhưng mà nó sẽ bắt đầu nâng cấp cái làn da mình từ từ hơn. Các bạn sẽ học cách skin care cơ bản, chọn cái serum đúng loại của mình, không mua
những sản phẩm mình không biết chắc là gì, cũng không order những sản phẩm mình chưa hiểu thực sự. Các bạn nhớ rằng cái khuôn mặt chúng ta là đắt giá nhất. Tất nhiên các bạn có thể thấy là sức khỏe thì quan trọng hơn làm đẹp, đúng. Nhưng tuy nhiên khi các bạn còn trẻ thì việc ăn ngủ đúng giờ này, chế độ dinh dưỡng khoa học là đã ít ốm rồi, phần lớn luôn. Rồi xúc họng đúng cách ít ốm lắm các bạn ạ. Thì đơn giản nhất là chúng ta là học cách chăm sóc da cơ bản và chọn những sản phẩm nó đúng cái loại cho da mình. Chính hãng nữa càng tốt, chứ còn mua hàng fake thì thôi. Nhưng mặt mình rất đáng giá. Các bạn thử nghĩ xem và comment xuống bên dưới xem đúng như vậy không. Ok, và bạn đã xem đến phút này đừng quên đăng ký kênh Gõ Gì Yếu để đón nhận những cái video mới nhất. Cách số 4, học cách treatment chuyên sâu. Lão hóa đúng không? Retinol. Nám đúng không? Abutin, hydroquinone, azelaic, mụn cái gì? BPO, benzoyl peroxide, ketonoid, alapalen. Ồ, retinol dạng không biết tắc. Còn gì nữa không nhỉ? Da sạm đúng không? Da lão hóa. Vitamin C. Ok, còn gì nữa nhỉ? À, phục hồi à? Có luôn. B5, tinh chất rau má, allantoin. Còn gì nữa? Cấp ẩm cho tóc quan, mặt nạ, điện gì, còn gì nữa không? Toàn nhang à? Ok luôn. Laser, còn gì nữa? À, peel tại điểm, TCA, peel toàn mặt, peel retinol, peel TCA toàn mặt, Zestner. Ok, mỗi một cái treatment nó sẽ xử lý cho những vấn đề khác nhau. Và tuy nhiên có những cái loại treatment ấy dùng cho được nhiều vấn đề của da. Ví dụ retinol và choe thì là chuyên cho lão hóa, nhưng nó có thể xử lý mụn, nó có thể hỗ trợ trị nám. Đó, tuy nhiên nên đó là cách số 4 này sẽ dành cho những bạn nào mà thích chuyên sâu và lựa chọn cách cải thiện da nó bền vững hơn. Ok, và đây là 4 cách mà các bạn sẽ có làn da cải thiện từ cấp độ nhanh, trung bình, chậm và rất chậm. Nhưng cách cuối này sẽ là hiệu quả nhanh hơn. Còn các bạn theo dõi và đừng quên đăng ký kênh của Gõ Gì Yếu. Xin chào, bye bye.